Đàn ông thì cần gì ở người phụ nữ? Rất nhiều người phụ nữ nghĩ rằng ấy, thì khi họ đẹp đàn ông sẽ cần. Nhưng thực tế thì còn rất nhiều người họ không đẹp nhưng vẫn được chồng cưng chiều. Vậy có phải vợ đẹp là đàn ông sẽ cần hay không? Và trong cuộc sống hôn nhân ấy, thì người đàn ông cần những điều gì ở người phụ nữ? Đàn ông ấy thì luôn mong muốn tìm được một người bạn đời biết thấu hiểu họ. Họ muốn ấy, có một ngôi nhà là nơi đủ ấm, đủ thoải mái để sau những ngày làm việc căng thẳng để họ có thể tìm về. Nơi đó là có những cái bữa cơm gia đình, có người vợ dịu dàng, luôn hỏi han hôm nay chồng có mệt hay không, có vui buồn gì hay không để mà cùng san sẻ cùng với chồng. Và người đàn ông ấy, thì họ cần có một người vợ tâm lý, khéo léo trong cách cư xử với mọi người. Và một người vợ biết xoa dịu mọi cái lo lắng trong cái cuộc sống và dung hòa tất cả những cái mối quan hệ, chắc chắn rằng gia đình đó thì sẽ luôn có được cái sự hạnh phúc. Và một người vợ xinh đẹp thì cũng là điều khiến các ông chồng mà khao khát có được. Và vẻ đẹp của người phụ nữ thì nó không chỉ thể ở cái khuôn mặt hay là vóc dáng mà thôi, mà nó còn thể là ở trong tâm hồn, trong cái khả năng về độc lập tài chính của người phụ nữ đó. Và phụ nữ của chúng ta đấy thì cần phải biết làm đẹp mình hơn. Đẹp không phải là để chồng ngắm, mà đó còn là cách mà bạn chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đàn ông ấy thì họ muốn vợ sẽ trở thành một người bạn đồng hành. Vì thế đối với họ, người vợ chính là người hỗ trợ đắc lực nhất của cuộc đời của họ. Thành công của một người đàn ông thì luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Vì thế phụ nữ hãy hoàn thiện mình mỗi ngày để bản thân mình trở nên có giá trị hơn. Và phụ nữ khi lấy chồng ấy thường mong muốn tìm cho mình một cái tình yêu dài lâu, nồng nàn và thật mãnh liệt. Nhưng đàn ông ấy thì họ cần nhất ở người vợ đó là sự tôn trọng, sự dịu dàng và cái lòng tin với họ. Vì thế người phụ nữ hãy chân thành khen ngợi và tự hào về họ. Hãy ghi nhận công sức và sự cố gắng của người chồng của mình. Bởi chỉ cần ấy cho họ cái sự động viên thì đàn ông chắc chắn sẽ cho lại phụ nữ đủ cái sự ngọt ngào. Và đàn ông ấy thì họ cần cái khoảng thời gian riêng, khoảng trời riêng dành riêng cho họ để họ được cái tự do của họ. Và phụ nữ khôn ngoan ấy chính là cho chồng cái sự tự do để tìm những cái thứ anh ấy muốn trong cái khuôn khổ an toàn của mình. Và tất cả đó chính là gì? Đó là những điều mà đàn ông cần nhất ở những cái người phụ nữ. Và cái cuộc sống hôn nhân ấy đòi hỏi là cả hai chúng ta cùng phải vun vén cho nhau. Và khi bạn đã hiểu được những cái mong muốn thực sự của chồng của mình thì bạn đã nắm được bí kíp để trở thành một người phụ nữ duy nhất và không thể thay thế được trong mắt của người chồng của mình, và có được cái cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, bền lâu hơn. Và chúc cho tất cả chị em chúng ta sẽ là một cái hình tượng duy nhất trong ánh mắt của người chồng của mình. Và cảm ơn tất cả các chị em chúng ta đã theo dõi cái kênh YouTube của Lê Chí Linh, để chúng ta là nhận được những cái video đầu tiên mỗi lần mà Linh phát hành ra các video. Mỗi ngày Linh đều phát hành ra một cái video vào lúc 9 giờ tối. Vì thế chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những cái video đầu tiên của Linh khi mà phát hành ra. Và chúc cho tất cả chị em chúng ta có một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào tối ngày mai.